Hello anh em, đến với kênh của Hoàng Thống thì biết là hôm nay cũng là chương trình đêm muộn rồi. Một ngày đầu tháng thì bỗng dưng chợt nhớ lại có một cái xem mới, cho nên là Hoàng Thống sẽ chia sẻ cùng anh em để anh em biết. Thì đây là một chiếc ATV 110. Đây là cái thùng của nó đây. ATV 110cc ATV. Đây. 110cc và chiếc này là có màu vàng, số khung số máy made in Việt Nam, thông số chiều dài rộng cao. Thì cái xe 110 này ấy, thì là cái xe nó sẽ hơi là bé một chút xíu. Đây, trước mặt anh em đây. Đây là một bộ xe hoàn chỉnh mà theo nhà máy. Tất nhiên là vẫn là của Việt Nam nha các bác nhé. Thì cái này nó sẽ vướng đây. Các bác thấy có chữ made in Việt Nam ở đây là hơi tối mà các bác không cảm. Đây là một chiếc xe hoàn chỉnh và Hoàng Thống cũng đã lên những video để các bác có thể về tự lắp một chiếc xe như thế này, về các bác có thể tự lắp không có vấn đề gì cả. Được đi theo xe bao gồm là một xe động cơ 110 này, 110cc, xe này là xe số tự động, nghĩa là xe này chúng ta chỉ có số tiến, không có số lùi, tức là không có số re. Được trang bị tem mới này, tem mới rất đẹp nha các bác nhé. Tem mới rất đẹp luôn. Đây là một sản phẩm của Việt Nam. Thì trước sản phẩm này thì Hoàng Thống đang bán với giá là 15 triệu bao ship toàn miền Tổ quốc nha các bác nhé. Hôm nọ cũng vui, cũng có một bác hỏi thế này. Thế bảo, thế tại sao bán cho ông kia chỉ có 10x thôi, thế sao bán cho tôi lại 15 triệu cả ship? Thì chẳng nhẽ em lại nói xấu với nhau. Thì ví dụ như các bác lấy với em một chiếc, hai chiếc, chiếc thứ ba thì em phải có giảm giá cho các bác chứ các bác mang về bác làm ăn rồi các kiểu lại vẫn để nguyên giá cho như thế, đúng không? Ai cũng vậy thôi, em cũng thế. Thì ví dụ em lấy nhiều thì nhà máy chắc cũng chả giảm đâu, nhưng mà ví dụ như là các bác lấy nhiều, lấy một hai chiếc rồi thì các bác không phải về lấy đi về, không phải lấy về để đi mà lấy về để kinh doanh, thì tất nhiên thì em cũng phải bớt bát cơm để em ăn cháo, để các bác cũng phải có tiền cốc nước bát cơm, như ví dụ như thế. Thì quay lại với chủ đề chính, chúng ta đang thấy là một cái xe ATV 110, cái này bản cải tiến nhé. Bác nào thích xem hình trực tiếp thì hình chi tiết ấy thì em sẽ gửi ảnh cho. Tem mới đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Tem mới. Đi theo xe đây, chúng ta có linh kiện. Đấy, linh kiện. Về thì các bác lắp thì Hoàng Thống sẽ có một cái video ngắn để các bác trừu tượng, để các bác biết. Thì hôm nọ Hoàng Thống đã quay cái hình ảnh cái lắp cái xe này rồi. Đây là cái phần giá đằng sau này, lắp có về các bác về gá ốc vào là xong. Còn đây là cái phần giá đằng trước về các bác vận ốc là xong. Về bốn con ốc này, bốn cái lốp này, các bác về cũng căn chỉnh rồi vặn bốn cái bánh vào là xong. Cái này cũng thế, bác vặn cái này ra, lấy cùm ghi đông về lắp vào, thế là xong, rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Còn đây là một chiếc nguyên chiếc nguyên thùng, thì đây là chiếc màu đen thì Hoàng Thống đã quay rồi, chưa quay, nhưng mà có một chiếc dân chơi xóm đang ở đây, thì hôm nào Hoàng Thống thế kêu bạn ấy qua và quay cho các bác xem. Có thể ngày mai ngày kia để quay cho các bác xem. Dân chơi xóm mua luôn của Hoàng Thống. Đây thì 110. Còn quay lại đây thì 200 rồi 125. Thì dạo này cũng đang tắc. Thì đang tắc đường cho nên là cũng chưa thông được. Thì đây ví dụ như trong cái lô này rất nhiều xe đang tắc này, vì hiện tại những hàng to thì chưa thể đi được.
Vì những cái hàng này thì nặng hơn trọng lượng, em sẽ đọc chữ trọng lượng của nó. Nó 86 kg. Đó. À, cái gì em chả biết tiếng Anh. Ở đây chữ, chắc là ở số loại ATV này. Em chả biết tiếng Anh đâu các bạn. Chữ nghĩa thì rất kém. Đây là tên xe Rex, Rex 110cc. Số lượng một cái màu vàng, số khung số máy. Số khung số máy này. Engine này, số máy này. Đây là trọng lượng này. Trọng lượng khô này, trọng lượng cả thùng này. Rồi thông số dài cao rộng. Và nó là đây. Ok thì không để các bác chờ lâu, để mai các bác em sẽ nhờ cô em qua và em sẽ chạy thử cho các bác tưởng tượng được cái xe 110 khi mà lắp lên thì như nào. Thì cô em cũng có chạy một chiếc màu đen như này. Thì để mai kia em sẽ kêu bạn ấy qua và em sẽ chạy thử cho các bác xem. Đấy, cảm ơn các bác ạ.